Nay là đến đủ ngày chữ mật cho nên là gia đình nhà tôi bắt đầu quay ong, thu hoạch ong. Mọi người xem quy trình thu hoạch mật ong nhá. Đấy, bây giờ có những con ong nó sẽ làm mật ở trong những cái cầu. Đấy. Thì sau khoảng 10 ngày mật nó già, mật lượng mật nó cũng đủ nhiều rồi là bắt đầu thu hoạch. Khoái ông anh làm có lên khoái đâu. Để mà nuôi được ong là phải là những người cũng tương đối là can đảm đấy, không sợ bị ong đốt. Hay là cũng phải để ý thường xuyên để những con côn trùng, con thạch sùng, con rán nó vào nó ăn mất con chúa là sẽ hỏng to ong. Muốn cho nó hiền đi mà nó lấy thì phải lấy cái khói xịt, ong nó rất là sợ khói. Bây giờ rũ thôi, rũ hết con ong thợ, cả rũ cả con ong chúa luôn thì lấy nguyên một cái cầu không thôi. Bình đứng rìa này là nó cũng đốt đấy. Nếu như đã có hiện tượng bị đốt là phải chuồn ngay. Một con nó đốt là cả tổ nó sẽ đốt. Cho mọi người xem đấy, quy trình quay ong. Mình bị đốt rồi, mình bị chuồn đây. Bị đốt rồi. Nó là cái o mà người. À, không lên mở thằng này nữa, lại cho cái ông ấy. Đừng có đuổi, càng đuổi càng đốt. Đuổi theo nó bố mà chết. Mà nó đốt vào là cứ cái nọc là nó cứ thế nó tía luôn. Đừng cho nó đốt nọc ra. Nó nọc ra nó đuổi kinh lắm. Chú ý cẩn thận tóc. Hôm nay ăn dày rồi nhá, sau năm ăn dày nữa. Trung tâm nhãn vải đây đây này ngay đây. Đây là những cái đầu ong ấy tí nữa sẽ lấy về đây. Đấy, bên đây là cái bình quay. Ly tâm. Đấy, ông bắt đầu lấy cầu về đây. Thì đầu thằng này nó đốt lại nó ẩm quá, có ông ẩm xì xì như kiểu chó ngồi, chó nằm lên chốc nó mẹ nó lên. Đốt đấy. Này lúc lấy mật của nó cũng giữ, nó giữ mật. Khi nó đốt rồi là phải di chuyển ngay, không đừng cứ đợi ở đấy riêng nó nhiều con nó đốt. Đấy bị đốt rồi, đốt vào tay rồi. Cái nọc của con ong này nó rất thơm. Cho mọi người xem cái nọc nó này. Ôi, mở quá nhỉ. Không nhìn thấy nhỉ. Không nhìn thấy nhỉ. Cái nọc của nó đang ở đầu ngón tay mình đen đen ấy. Nhưng mà cái nọc của nó thơm lắm. Rất thích thơm, thơm cái mùi thơm dễ chịu. Cho mọi người xem cái cổ ong đẹp không? Vừa đẹp về cầu, về tổ, về con, vừa đẹp về mật. Mật vàng ruộng, nắp dai nhách. Đấy, mật này mới là mật già. Đấy, các bạn lưu ý là mua mật ong là nó cứ phải mật già. Còn là mật này thì phải nửa lít cầu. Vâng. Chắc chắn như thế. Cháu sợ lại còn hơn. Vì là nó xuống lên tận đây cơ mà. Đây đây có hết mà. Ừ, có hết chứ. Sợ hơn nửa lít đấy. Cái gì dài nhỉ? Vâng. Đấy phải làm nó như này mới thích. Mẹ này. Đấy là mật này mới là mật chất lượng. Sướng đời. Thu hoạch người nông dân nuôi ong thu hoạch. Mong được những cái cầu ong như này là phấn khởi lắm. Cái sản phẩm nó ra, nó bán ra nó cũng chất lượng, người tiêu dùng cảm thấy tự tin. Không có thuốc sâu thuốc xia gì nhá, vùng đồng bằng nhá. Và vùng miền quê sâu không thuốc sâu này mà có thì con ong nó cũng chết trước. Này, cho vào. Xong bắt đầu là cho vào đây. Ui giời ơi. Xong bắt đầu quay mọi người ạ. Cân rồi. Đấy mọi người ơi quay nhá. Khi quay như này là cái mật nó sẽ thanh đó. Em quay ong đây, anh có làm ít mật mà uống.
trai sao mà mật kiếm đâu ra mật này. Anh phải mua mật, anh phải mua mật ở đây. Cơ sở sản xuất Trịnh Ngọc Cù. Đấy, mật nó bắn ra thành thùng rồi đó. Ra lại đảo ngược lại thôi. Ông đảo cháu cái tay thôi. Thôi để cho thật. Đây này. Đây đảo ngược lại quay mặt thứ hai. À. Dạ. Đây đảo ngược lại gì? À, chú đâu về đây? Cái này gì? Cái này gì? Chắc làm tí ông. Này thế này đúng không? Vâng. Đúng rồi. Ông cứ theo cái gánh của nó. Ừ. Qua vào đây ra chơi ra. Quay ông. Vừa mua 10 lít rồi. Mua ở đâu? Mua chỗ tổng quán. 2 triệu. Chính Văn Minh ăn. 10 lít 2 triệu á? Văn Minh mua ăn để. Ông quay đã hết chưa? Đã đảo hết chưa? Đảo hết rồi. Vâng. Nên là quay trơn này cơ mà. À. Vâng. Trơn này nhỉ. Đấy làm nó nhàn chứ. Không cái này mà thì ra đây. Hay là lắp ngược lại à? Để xong, xong để tháo nhá. Trong nghiên cứu. Vâng. Chưa này nhá. Vâng. Cần thiết thì cái cắt này ra đảo nó sang bên này là nó được. Ừ, trơn này mà. Vâng. Ừ. Ê, muốn thì đảo cái bánh này sang bên này. Là nó theo cái chiều đấy thôi. Đúng rồi. À, được rồi. Rồi, ok. Ông bây giờ đi xong rồi. Hết nơi. Cho nó vào trong tổ. Nó lại làm mật lại. Này chắc 11 12 lít. Cái này năm 6 lần quay vừa đang khởi nghiệp. Năm nay mới được chứ năm ngoái có được đâu nhỉ? Vâng. Năm ngoái được có mấy tổ vậy ạ? Vâng. Năm ngoái được có 7 tổ thôi. Để cái cầu này nó nặng thế nhỉ. 2 3 tổ chứ. Năm ngoái 4 tổ. Duy trì mấy năm nay 4 5 tổ. Năm nay mới nhiều. Năm ngoái mới có 4 tổ ạ. Đấy thì vừa mới lên chứ. Trước cái ấy nó có một tổ ấy. Nuôi ong thì phải chấp nhận ong đốt thôi. Không bao giờ có chuyện là không bị đốt. Mình từ sáng giờ cũng bị nó đốt cho mấy phát rồi. Nhưng mà ong mật nó đốt nó rất là tốt. Chữa được cái bệnh gì bố nhỉ? À mà ong mật nó chữa bệnh thấp khớp đấy. Đấy bây giờ cho vào cầu. Hãy cho lại để nó làm mật để nó đẻ con. Xong. Còn 2 cầu không? Bên đây à? Thế tổ này được có 4 cầu gì à? Quay chứ. Bỏ mấy tách. Có tổ nào được 8 cầu không? 2 cái tổ về 1. Cẩn thận chết con này. Cứ bình tĩnh không nó đè nó chết. Cháu á? Không, cháu nó đốt cháu nhưng mà nó thi thoảng nó vẫn đốt đấy. Nhưng mà thơ kệ nó đốt. Đây, bây giờ sang lấy tổ mới. Ô, xịt đi đã. Xịt cho nó bỏ hiền cái hẳn. Cách ra mới xịt được chứ không xịt ra thì làm xuống. Đốt kinh. Bọn này nó sợ khói lắm mọi người. Đây phải có cái bình xịt khói. Tổ nào giữ nhỉ? Tổ kia giữ. Nữa. Dạ. Còn 2 tổ nữa sao? Còn 2 tổ ăn thôi. Tổ này em chỉ lấy có 1 2. Chỉ là tổ này anh 3 cầu thôi. 2 mẻ nữa thôi. Không lấy hết. Em mà nó làm 500 tổ nhỉ? Ôi, nó làm 500 tổ nó phải thuê người. Vâng, 5 6 người làm mà làm suốt cả ngày luôn. Cứ quay xong là lại quay sang giờ tiếp luôn. Thuê người. À. Nếu đi vùng Nhãn, vùng Hưng Yên, mẹ nó coi liên tục 3-4 tổ. Giời, cái tổ này kinh lắm anh Huyện. Nó đi vùng Hưng Yên 4 ngày nó quay lại. Vâng. Thì 500 tổ thì cứ quay hết tổ này lại sang tổ kia là đến một chu kỳ một vòng tròn mà. Tổ này phải quay hết rồi, không để lại cho cầu nào rồi. Thôi cứ để cho nó một cầu. Cho nó thì qua cái nó hiền ngay mà. Vâng. Đấy, ông làm vô đâu chứ. Tổ này có quay hết không ạ? Tổ này lắm lắm. Thôi cứ để cho nó một cầu. Để nó rồi. Không có. Không tổ nào cũng cho để. Lấy 3 cầu trong cho mật nó già. Lúc xúc như này là con ong nó rất là hung. Hay đốt lắm. Nó
nên mình đứng đây là nó cũng đốt ác lắm. Khi nó đốt rồi là phải di chuyển ngay, nó một con nó đốt là cả tổ nó đốt đấy. Ê giời này, cái này như thế là nó phè cả ra ngoài rồi. Đốt đấy. Xịt khói đấy, đốt đấy. Đấy, nó lao vào đầu mầm, nó tránh được. Quy trình quay thùng ong mật như thế. Gì đàn kinh thật. Chưa. Vâng, hai tổ nữa, tổ này tổ nữa. Chú Toàn đó. Chưa nhà chú cũng có. Ông bộ nhà ông Toán có à? Thôi mang ra đi này. Đấy, ông bây giờ mang đi quay. À, ông đang nặng ghê, nặng lắm. Củi ôi, có ba cái này phải đến theo ba cái này phải được hơn cân rưỡi. Ê ghê thật, nặng nhỉ. Đây này, sợ thật đấy. Mật ong đấy, nó vàng như này, nó già đấy. Ê đấy, coi quy trình quay là mặt như vậy nha mọi người nha. Thì mình thấy nó bình thường chứ còn người khác thì làm gì có đâu mà 0,3 lít đấy. Vâng. Không ạ. Vâng. Tao đóng mãi tao lạ, từ trước tao buôn mật ong. Đua năm bao giờ đóng lại, tâm lý người ta thích lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Thêm một tí là thích. Cứ một can là thì thiếu khoảng nửa lít. Vâng vâng. Tao mua một can có đầy nhá. Đừng ấy, mình nên cho đi là nhận lại mãi mà. Ừ. Tiếc rồi là cứ bớt, mua bớt. Bảo ông bây giờ là tôi với ông hợp tác với nhau, ông nóng thật đầy thì tôi lại cho người ta. Vâng. Thế là cho ông đầy thì họ thích lắm. Bớt bớt xen xen. Đây đến giai đoạn thu hoạch mật này. Mà nó ít từ từ từ. Kinh khủng không? Nó bị vít. Chui trong người lắm. Vít 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 vít. Đặc nó không chảy. Vít 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 vít. Ông non này. Ông được non. Ông là non bổ lắm này. Vâng. Cái này ngâm rượu uống bổ lắm đây này. Đấy, tí nữa ngâm. Úi dồi kìa. Đặc nó không cháy. Nhậu ong là nhiều chất đạm. Đây, 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 đây nhá, đây nhá, đây, đây, đây. Chất béo. Từ từ nhá. Đây, đây, cái này đổ ra. Nhá. Vâng, vâng. Cái này đổ ra, cái này đổ ra. Cái này đổ ra. Đấy, năm nay là được 10 lít. Hơn. 12 lít, 12, 3 lít. Mười mấy tổ? 10 tổ. À, cả trong nhà cơ mà. Trong nhà những tổ mới tách thì mẹ nó có quay rồi. Mới tách sợ ít, không có nó kể. Những vật trắng trắng này còn nhộng con ong đấy mọi người. Ý gì ngon. Ngậy lắm. Ý gì ngon. Ăn sống. Ăn sống được, ăn được. Tốt lắm. Ngoài này ngâm rượu mới bổ này. Ừ. Ngậy ngậy. Bổ lắm ấy. Ngậy ngậy. Thôi được rồi. Ăn sống mới bổ. Mời mọi người ăn cái con ong nha. Nhộng ong này. Thôi tắt đi, tắt đi. Đổ cái ăn này. Đổ cái chỗ kia cho chú Phấn đi chữa đi. Cho con đây được không? Thơm lắm. Không, anh cho vừa cho béo anh ngậy. Cả cái. Nhiều người chưa được thưởng thức thì hơi tiếc. Khi nhộng con ong này. Ăn sống. Để trực tiếp vào đây. Dính nước lên tay để dính vào hở này. Để cho hở. Hở đây mới được. Đấy. Giờ là mật ong đến đâu bán hết đến đấy. Đấy. Đặt sáng giờ lấy hết 10 lít. Không còn. Đứng đèo đây, vẫn đang lên. Của nhà là không có để mà dùng. Hết đứng đèo. Mật ngon này mà bán hết. Thiên hạ dùng. Đấy, mật ong. Mật ong toàn chín. Ông giữ khéo phết nhỉ. Ê, vẫn chảy. Đây này nó phải bằng cái phễu bé hơn phải không? Phễu bé ta 2 bề phải
Thôi nữa đi đâu đâu đi. Phải đẩy nó phì. Phì nào đừng đéo có phì. Thôi nó phì. Thôi rồi thế là nhiều rồi. Mình có chuyện phì. Thôi là phì nhá, tôi nói đâu. Phì ngay. Phì là chỉ có mở cái phì. Không, để. Đấy quy trình nãy giờ nó không bao giờ phì. Nuôi à quay ong là như thế. Nay chị cũng phù làm cái video này gửi đến mọi người. Đó là hôm nào qua nuôi nấng như làm sao, có những cái video nào hay thì mình sẽ lại gửi đến mọi người sau nha. Chào mọi người nha.